Sách Malachi chương 1 Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va cho Israel bởi Malachi Đức Giê-hô-va có phán Ta yêu các ngươi Và các ngươi nói rằng Chúa yêu chúng tôi ở đâu Đức Giê-hô-va phán Ê e sao há chẳng phải là anh Gia-cốp sao Nhưng ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê e sao Ta làm cho những núi nó nên hoang vu Và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng nếu Edom nói rằng chúng ta đã bị hủy diệt, xong chúng ta sẽ trở về dựng lại những nơi đổ nát, thì Đức Giê-hô-va vạn quân cũng phán rằng chúng nó sẽ dựng lại, nhưng ta sẽ đổ xuống. Người ta sẽ gọi chúng nó là cõi độc ác và là dân mà Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng đời đời. Mắt các ngươi sẽ thấy và các ngươi sẽ nói rằng Nguyền Đức Giê-hô-va là lớn ngoài cõi Israel. Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy, nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi: Hỡi các thầy tế lễ khinh dễ danh ta. Các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có khinh dễ danh Ngài ở đâu? các ngươi dân bánh ô uế trên bàn thờ ta rồi các ngươi nói rằng chúng tôi có làm ô uế ngài ở đâu ấy là ở điều các ngươi nói rằng bàn của đức giê-hô-va đáng khinh dễ khi các ngươi dân một con vật mù làm của lễ điều đó há chẳng phải là dữ sao khi các ngươi dân một con vật què hoặc đau điều đó há chẳng phải là dữ sao Thử dân nó cho quan trấn thủ ngươi thì người hát đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Các ngươi đã làm điều đó. Nay ta xin các ngươi hãy nài xin ơn Đức Chúa Trời, hầu cho Ngài làm ơn cho chúng ta. Thì Ngài hát sẽ nhận một người nào trong các ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa, hầu cho các ngươi không nhen lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta chẳng lấy làm vui lòng nơi các ngươi, và ta chẳng nhận nơi tay các ngươi một của dân nào hết. Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Song các ngươi đã làm uế tục danh ta mà rằng bàn của Đức Giê-hô-va là ô uế, đồ ăn đến từ trên nó là đáng khinh dễ. Các ngươi lại nói rằng, ôi, việc khó nhọc là giường nào, rồi các ngươi khinh dễ nó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Các ngươi đem đến vật bị cướp, vật què và đau, đó là của các ngươi đem dâng cho ta. Ta há có thể nhận vật này nơi tay các ngươi sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Đáng rủa thay, là kẻ hay lừa dối. Trong bầy nó có con đực mà nó hứa nguyện và dân con tàn tật làm của lễ cho Chúa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, vì ta là vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại. Chương 2 Hỡi các thầy tế lễ, bây giờ ta truyền lệnh này về các ngươi nếu các ngươi chẳng nghe và không để lòng dân sự vinh hiển cho danh ta, thì Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta sẽ dán sự rủa xả trên các ngươi và sẽ rủa xả những phước lành của các ngươi. Và ta đã rủa xả rồi, vì các ngươi không để điều đó vào lòng. Này, ta sẽ quở trách giống gieo của các ngươi, rải phân trên mặt các ngươi, tức là phân của những của lễ các ngươi. Các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy các ngươi sẽ biết rằng ta đã truyền lệnh này cho các ngươi để làm giao ước của ta với Lê Vi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Giao ước của ta với Lê Vi vốn là sự sống và sự bình an mà ta đã ban cho nó, hầu cho nó kính sợ ta, thì nó đã kính sợ ta và run rẩy trước danh ta. Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó. Trong môi miếng nó, chẳng có một sự không công bình nào. Nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác. Vì môi miếng của Thầy Tế Lễ nên giữ sự thông biết. Người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Nhưng trái lại, các ngươi đã xây khỏi đường lối, làm cho nhiều người vấp ngã trong luật pháp và đã làm sai giao ước của Lê-vi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy nên, ta cũng đã làm cho các ngươi ra khinh bỉ hèn hạ trước mặt cả dân, vì các ngươi chẳng giữ đường lối ta hay vị nể người ta trong luật pháp. Hết thảy chúng ta chẳng phải là có chung một cha sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta sao? Vậy, sao ai nấy đãi anh em mình cách gian dối, phạm giao ước của tổ phụ chúng ta? Judah đã ăn ở cách lừa phỉnh, và đã phạm một sự gớm ghiếc trong Israel và trong Jerusalem vì Juda đã làm uế sự thánh khiết của Đức Giê-hô-va là sự ngài ưa mà cưới con gái của thần ngoại. Phạm ai làm sự đó hoặc kẻ thức hoặc kẻ trả lời hoặc kẻ dân của lễ cho Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Giê-hô-va sẽ trừ họ khỏi các trại của Gia-cốp. Các ngươi lại còn làm sự này. Các ngươi lấy nước mắt khóc lóc hàng thở mà che lấp bàn thờ Đức Giê-hô-va, nên nỗi Ngài không nhìn đến của lễ nữa và không vui lòng nhận lấy vật dâng bởi tay các ngươi. Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi nhưng vì sao chỉ là một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy, các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng, ta ghét người nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình. Đức Jehovah vạn quân phán vậy. Vậy, hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối các ngươi đã làm phiền Đức Giê-hô-va bởi những lời nói mình. Các ngươi lại nói rằng, chúng tôi có làm phiền Ngài ở đâu? Ấy là khi các ngươi nói, ai làm điều dữ thì đẹp mắt Đức Giê-hô-va và Ngài ưa thích những người như vậy. Bằng chẳng vậy thì nào Đức Chúa Trời có sự chính trực ở đâu? Chương 3 Này, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Này, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến và ai đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện như tro thợ giặt. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê Vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Bây giờ, của lễ của Judah và của Jerusalem sẽ được đẹp lòng Đức Giê-hô-va như những ngày xưa và như những năm thượng cổ. Ta sẽ đến gần các ngươi, đặng làm sự đoán xét, và ta sẽ vội vàng làm chứng nghịch cùng những kẻ đồng bóng, tà dâm, những kẻ thề dối, những kẻ gạt tiền công của người làm thuê, hiếp đáp kẻ quá bùa và kẻ mồ côi những kẻ làm hại người khách lạ và những kẻ không kính sợ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi. Bởi cớ đó, các ngươi là con trai gia cốp chẳng bị diệt vong. Từ những ngày tổ phụ các ngươi, các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vân giữ. Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy nhưng các ngươi nói rằng, bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi bị rửa xả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay, các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước. Vì các ngươi sẽ là đất vui thích, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đã lấy lời ngang trái nghịch cùng ta, nhưng các ngươi nói rằng: Chúng tôi có nói gì nghịch cùng Ngài? Các ngươi có nói: Người ta hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích. Chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ và bước đi cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân thì có lợi gì? Rồi chúng ta kể kẻ kiêu ngạo là có phước, kẻ phạm sự hung ác là tân tới. Họ đã thử Đức Chúa Trời và đã được giải thoát. Bây giờ, những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm và ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai mình hầu việc mình. Bây giờ, các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài. Chương 4 Vì này, Ngài đến cháy như lò lửa mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho. Trong cánh nó có sự chữa bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Các ngươi sẽ dài đạp những kẻ ác. Vì trong ngày ta làm, chúng nó sẽ như là cho dưới bàn chân các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môi-se mà ta đã truyền cho nó tại hô tức là những lệ luật và mạng lệnh cho cả Israel. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Ngươi sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, Lòng con cái trở lại cùng cha, kéo ta đến lấy sự rủa xả mà đánh đất này.